Thưa quý vị và các bạn, cùng với các địa phương khác trong cả nước, sáng ngày 16 tháng 2, hàng trăm thanh niên tỉnh Đắk Nông đã nô nức lên đường nhập ngũ. Tại thành phố Gia Nghĩa, hơn 100 thanh niên ưu tú đã nô nức lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Đến động viên, tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ có các đồng chí Điều có Ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Võ Phạm Xuân Lâm, Ủy viên Thường vụ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Gia Nghĩa. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên công tác tổ chức giao nhận quân được ban chỉ huy quân sự thành phố Sa Nghĩa thực hiện nhanh, rút gọn một số khâu nhưng vẫn đảm bảo diễn ra trang trọng. Đợt tuyển quân năm 2022, thành phố Sa Nghĩa có hơn 100 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có hơn 34 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an và 70 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự. Với phương châm tuyển người nào chắc người đó, không có trường hợp đổi trả sau giao quân. Chất lượng thanh niên nhập ngũ được nâng lên so với năm trước. Trong số hơn 70 thanh niên chống tuyển nghĩa vụ quân sự, đa số có tuổi đời từ 19 đến 25 tuổi, sức khỏe từ loại 1 và 2 trở lên, đạt trên 65%, có 5 công dân trình độ cao đẳng đại học. Các thanh niên ưu tú của thành phố Sa Nghĩa sẽ thực hiện nghĩa vụ quân sự tại các đơn vị thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Quân đoàn 3, Bộ Quốc phòng, Lữ đoàn 280 Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. huyện Đắc Minh cũng đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022. Tới dự lễ giao nhận quân, động viên và tiện các tân binh lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, có đồng chí Trần Xuân Hải, ủy viên thường vụ, trưởng ban nội chính tỉnh ủy, đại tá Tinh Hồng Tiến, ủy viên thường vụ, chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh, phó chủ tịch thường trực hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh. Thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2022, Đắc Minh đã hoàn thành chỉ tiêu trên giao. Với tổng số 170 thanh niên nhập ngũ đợt này, được bàn trao cho ba đầu mối nhận quân, trong đó Công an tỉnh 25 tân binh, Trung đoàn Bộ binh 994 105 tân binh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 40 tân binh. Hòa trong không khí tương bừng của ngày hội tổng quân, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện đã tặng hoa quà ân cần động viên các tân binh phát huy truyền thống anh hùng của quê hương, nâng cao ý thức học tập, rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, ra sức thi đua góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, để đảm bảo công tác phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe mọi người, lễ trao nhận quân năm 2022 của huyện Đắc Minh được tổ chức nhanh gọn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, song vẫn bảo đảm trang trọng, ý nghĩa. Huyện Krông Nô cũng đã long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022 để tiễn 135 thanh niên ưu tú của quê hương lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đồng chí Điều Xuân Hùng, Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Nông, đại diện lãnh đạo các đơn vị nhận quân đã về dự. Năm nay, huyện Krông Nô được giao chỉ tiêu tuyển chọn 135 công dân lên đường nhập ngũ vào 3 đơn vị, gồm Công an tỉnh Đắk Nông 30 thanh niên, Trung đoàn Bộ binh 994, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 38 thanh niên và Lữ đoàn Công binh 280, quân khu 5 67 thanh niên. Mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, Buổi lễ giao nhận quân năm 2022 của huyện Côn Lôn đã thành công tốt đẹp, đảm bảo an toàn. Các tân binh lên xe về đơn vị với niềm phấn khởi, vinh dự, tự hào được tiếp bước cha anh cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đợt giao quân lần này, huyện Chư Rút có 135 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự. Hầu hết các tân binh đều xác định thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm, nghĩa vụ của tuổi trẻ hôm nay đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Kế thừa và phát huy truyền thống của quân đội, của quê hương Chư Rút, các tân binh quyết tâm phấn đấu tu dưỡng rèn luyện, học tập, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hiện 100% thanh niên trúng tuyển được tiêm vaccine ngừa COVID-19 bảo đảm 2 mũi, có trên 60% tân binh được tiêm vaccine mũi 3. Được biết, huyện Chư Rút được giao chỉ tiêu 135 tân binh về hai đơn vị nhận quân, trong đó Trung đoàn Bộ binh 994 nhận 95 tân binh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đất Nông nhận 40 tân binh. Huyện Đắk Cờ Long cũng đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022. Công tác giao nhận quân năm nay được tổ chức trang trọng, nhanh gọn, đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 và an toàn tuyệt đối về người và phương tiện. Năm 2022, huyện Đắk Cà Long được giao tuyển chọn 105 công dân nhập ngũ, trong đó có 90 công dân tham gia nghĩa vụ trong quân đội và 15 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân, bàn giao cho 3 đơn vị gồm Trung đoàn 994, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Lữ phòng 0234, Quân đoàn 3 và Công an tỉnh. Công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ được chính quyền địa phương, hội đồng nghĩa vụ quân sự từ huyện đến cơ sở quan tâm lãnh đạo chỉ đạo tích cực, chủ động kịp thời. Do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nên địa phương đã chủ động xây dựng các phương án phòng chống dịch. Các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ đều được tiêm đủ hai mũi vaccine phòng Covid-19, kiểm tra sức khỏe, làm xét nghiệm PCR có kết quả âm tính. 100% các tân binh sẵn sàng nhập ngũ đều an tâm, phấn khởi lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc. Cùng với bảy huyện thành của tỉnh Đắk Nông, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Tư Đức đã long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022. Đợt này, huyện Tư Đức tiễn 100 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ. Theo đó, giao 80 thanh niên giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông, 20 thanh niên giao cho Công an tỉnh Đắk Nông. 100% thanh niên nhập ngũ lần này đã tiêm ít nhất 2 mũi vaccine COVID-19. Theo quy định của Bộ Quốc phòng, buổi lễ diễn ra trang trọng, ngắn gọn, thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế. Hòa chung không khí tưng bừng phấn khởi của tuổi trẻ cả nước lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Đắc Song đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022. Buổi lễ được tổ chức trang trọng, nhanh gọn, an toàn và hiệu quả. Đợt giao nhận quân năm 2022, huyện Đắc Song có 140 tân binh lên đường nhập ngũ, đạt chỉ tiêu 100. Các tân binh được giao về đầu mối huấn luyện tại các đơn vị biên phòng tỉnh Đắk Nông 40 tân binh, trung đoàn 994 là 70 tân binh và công an tỉnh 30 tân binh. Các tân binh được tuyển chọn lên đường nhập ngũ đều có sức khỏe, tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, sẵn sàng tham gia rèn luyện, phấn đấu tốt trong môi trường quân đội. Đúng 7 giờ 30 phút sáng ngày 16 tháng 2, huyện Đắk Rờ Lấp tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022 đảm bảo đúng theo kế hoạch, thời gian và an toàn. Theo đó, đợt này, huyện có 143 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó 50 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự tại Lữ đoàn Pháo Phòng 0234 thuộc Quân đoàn 3, 65 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự tại Trung đoàn Bộ binh 994 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 28 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an tại Công an tỉnh Đắk Nông.